xin chào các bạn, mình đang có mặt tại triển lãm Thailand International Motor Expo. Thì tại triển lãm này có rất là nhiều những mẫu xe mới ra mắt trong khu vực. Một trong số đó là chiếc Toyota Corolla Altis nâng cấp facelift 2017 chúng ta đang thấy ở đây. Và cái phiên bản trưng bày tại triển lãm lần này đó là phiên bản eSport, mà mình gọi vui là phiên bản thể thao điện tử. Bởi vì ở Việt Nam nhắc tới eSport thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái bộ môn chơi game. Mà bỏ qua chuyện đó đi thì chiếc Corolla Altis phiên bản eSport ở thị trường Thái Lan có mức giá là khoảng 940.000 bạc, tức nghĩa là rơi vào khoảng hơn 600 triệu đồng ở Việt Nam. Ở thị trường Thái thì cái phiên bản eSport này nó không phải là cái phiên bản Altis tiêu chuẩn, mà nó nằm ở giữa, tức nghĩa là nó sở hữu cũng khá là đầy đủ option. Trong 3 chiếc Altis trưng bày tại triển lãm thì phiên bản eSport này là chiếc mình thấy là nó sở hữu nhiều option nhất. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng khám phá cái mẫu xe Toyota Altis nâng cấp facelift 2017 này, xem nó có gì mới so với lại đời trước facelift. Thay đổi dễ nhận thấy nhất ở ngoại hình Altis 2017 đó là gương mặt của chiếc xe đã được làm mới hoàn toàn. Nếu như trước facelift thì gương mặt Altis trông đã rất ác rồi, thì sau facelift gương mặt mới của chiếc xe này thậm chí trông còn ác hơn. Lưới tản nhiệt trước và cụm đèn trước đã được Toyota làm mỏng lại, tạo cảm giác sắc sảo hơn. Cụm đèn trước cũng chuyển từ công nghệ xenon sang công nghệ LED. Và theo như mình thấy ở đây thì cụm đèn trước của chiếc xe sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, trừ cái phần đèn xi nhan là vẫn còn sử dụng bóng halogen. Cản trước của chiếc xe cũng được thiết kế lại tạo hình gương mặt chữ X thay cho cái tạo hình gương mặt chữ V ngược ở đời trước. Mâm thay phiên bản Altis eSport ở Thái Lan có kích thước 17 inch đi cùng với lại bộ lớp Michelin dòng thể thao Pilot Sport 3. Phần đuôi của Altis 2017 cũng sở hữu một số những thay đổi nhỏ ở thanh mạc rơm và cụm đèn sau. Thanh mạc rơm thì đã được làm mỏng hơn, còn cụm đèn sau thì bây giờ chỉ còn chia làm 2 phần thay vì là 3 phần ở đời trước. Phiên bản eSport ở Thái Lan là phiên bản thể thao của dòng Altis, thế nên là trên chiếc xe này nó được trang bị một cái cánh gió đuôi phía sau, nhìn khá là thể thao. Cốp sau thì chúng ta vẫn mở bằng cơm. Không gian cốp theo mình thấy thì khá là rộng, rộng y như phiên bản trước facelift. Hàng ghế phía sau của Altis có không gian rất là tốt. Theo như mình nghĩ thì Altis là chiếc xe có không gian, một trong những xe có không gian rộng rãi nhất trong phân khúc. Không gian đầu cực tốt luôn, nó tạo cảm giác cho người ngồi bên trong rất là thoáng đãng, rất là rộng rãi. Về không gian để chân ở hàng ghế phía sau thì mình nghĩ là Altis chỉ thua chiếc Civic thế hệ mới một chút. Độ tựa lưng không thể chê được, rất là dễ chịu, rất là tốt. Hơi tiếc là Altis vẫn chưa được trang bị cửa gió làm lạnh riêng cho hàng ghế phía sau. Bên dưới thì Toyota có trang bị cho chiếc xe này hai cái cổng cắm USB để lấy nguồn điện 2,1A. Nội thất của Altis 2017 trông vẫn rất là quen thuộc, nhưng mà nó sở hữu một số những cái chi tiết thay đổi nhỏ. Ví dụ như là cửa gió ở hai bên đã có hình dạng mới là hình tròn cánh quạt. Màn hình hiển thị đa thông tin hiển thị màu thay vì là loại đơn sắc trước đây. Nó có thêm một cái nút bấm chuyển chế độ lái thể thao. Về mặt tiện nghi thì mình thấy là cái bản eSport 1.8 ở Thái Lan rất là đầy đủ option. Ghế lái chỉnh điện, ghế bọc da, khởi động bằng nút bấm, lẫy chuyển số sau vô lăng, chỉ thiếu cái kiểm soát hành trình cruise control. Điều hòa tự động, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng xịn của Toyota, chứ không phải là như ở Việt Nam là xài cái đầu giải trí từ hãng thứ ba. Về hệ thống an toàn thì Altis ở Thái Lan vẫn được giữ đầy đủ với hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Hộp số theo chiếc xe này chỉ là hộp số biến thiên vô cấp CVT, nhưng mà có thêm chế độ giả lập thể thao, tức nghĩa là chúng ta có thể chọn cái cấp số, nhưng mà nó chỉ là giả lập mà thôi. Ở đây hộp số có cả chế độ cộng trừ và lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Phiên bản Altis 2017 bên Thái có hai cấu hình động cơ là 1.6 và 1.8, chứ không có cấu hình động cơ 2.0 như ở Việt Nam. Thì phiên bản eSport này được trang bị động cơ 1,8 lít 4 xi lanh thẳng hàng công nghệ van biến thiên kép Dual VVTi cho công suất tối đa là 139 mã lực.
và mô men xoắn cực đại đạt 177 Nm. Mức mô men xoắn trên phiên bản Antis 2017 1.8 này đã được tăng thêm 3 Nm so với lại đời trước đây. Hiện giờ thì mình vẫn chưa có thông tin là khi nào Toyota Việt Nam sẽ bán ra phiên bản facelift Antis mới này. Nhưng mà mình nghĩ là ở Việt Nam thì sẽ khó mà có mức giá hơn 600 triệu đồng với cái phiên bản Antis Full Option như là ở Thái Lan. Xin cảm ơn.